Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vì sao nhiều đại bàng vào Đắk Lắk nhưng chưa lót ổ đầu tư? Lãnh đạo cấp cao của FLC Faros lại lần lượt từ nhiệm. Thu hồi đất dự án trưng bày cà phê, Trung Nguyên không hợp tác. Ngân hàng đua giảm lãi suất tiền gửi. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thời gian qua, nhiều tập đoàn lớn vào Đắk Lắk khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhưng đến nay mới dừng lại ở mức khảo sát, chưa quyết định lót ổ. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua, nhiều nhà đầu tư đến địa phương tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư, trong đó có những nhà đầu tư như tập đoàn Vingroup, FLC, Tân Hoàng Minh, TNT, tập đoàn Thuận Việt Holdings. Những lĩnh vực đại bàng quan tâm đề xuất các dự án đầu tư gồm phát triển đô thị, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Hiện các nhà đầu tư trên vẫn trong giai đoạn nghiên cứu khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại một số địa bàn, khu vực thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa cấp chủ trương đầu tư dự án nào. Sở này thông tin thêm, Đắk Lắk có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc triển khai dự án đầu tư còn nhiều vấn đề mà pháp luật yêu cầu phải phù hợp như quy hoạch, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian. Theo thống kê, từ năm 2010 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư khoảng 600 dự án, trong đó có một số dự án lớn, đến nay đã triển khai hoàn thành và đi vào hoạt động, góp phần đáng kể trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp nguồn thu cho ngân sách tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm tránh việc thị trường bất động sản phát triển nóng ăn theo thông tin các dự án đầu tư. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác thi hành pháp luật về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh, tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động xây dựng, dự án bất động sản và các dự án có sử dụng đất khác, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai. Trước đó, có nhiều bài phản ánh liên quan đến thực trạng sốt đất tại Đắk Lắk. Theo đó, thường những khu vực nào gắn với dự án đang được khảo sát đầu tư, nhất là những khu vực gắn với view sông, ao, suối, cánh đồng, đồi núi, bất ngờ bị thổi giá rất cao. Tuy nhiên, khi bong bóng bất động sản bị sẹp, nhiều người khốn khổ, đất đai bị bỏ không, lãng phí. Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros vừa thông báo chấp thuận đơn đề nghị thôi giữ chức vụ kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Vũ Huy từ ngày 8 tháng 6. Thay thế ông Huy, bà Đoàn Thanh Thủy được bổ nhiệm vào vị trí này. Trước đó, ngày 15 tháng 5, FLC Faros đã nhận được đơn của bà Nguyễn Bình Phương xin từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc. Bà Nguyễn Bình Phương gia nhập FLC từ năm 2011 và bắt đầu làm tổng giám đốc FLC Faros từ ngày 30 tháng 11/2020. Tới ngày 21 tháng 4/2022, bà Phương thôi giữ chức vụ tổng giám đốc để đảm nhiệm vị trí chủ tịch hội đồng quản trị thay thế bà Hương Trần Kiều Dung. Tại đại hội đồng cổ đông bất thường lần 3 tổ chức ngày 2 tháng 11/2022, ông Lê Tiến Dũng được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho bà Nguyễn Bình Phương. FLC Faros đồng thời thay thế vị trí phó tổng giám đốc thường trực của ông Trần Thế Anh bởi bà Nguyễn Khánh Tâm do ông Thế Anh xin từ nhiệm. Ông Trần Thế Anh từng đảm nhiệm phó tổng giám đốc FLC, chủ tịch công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF, đây là công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất khẩu CFS, chủ tịch công ty cổ phần đầu tư khai khoáng và quản lý tài sản FLC. Dù cơ quan chức năng đã hai lần đề nghị công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên xác định ranh giới thực địa và lập bản đồ dự án, nhưng hơn nửa năm qua, chủ đầu tư này không báo cáo kết quả. Liên quan đến việc thu hồi đất dự án, khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend Lộc An, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa thông tin các vấn đề pháp lý của dự án. Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend Lộc An, khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend là dự án do công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô 15.529 m², được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017. Vào tháng 5 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét ban hành quyết định thu hồi đất của dự án. Trước đó, tháng 9 2022, dự án này đã bị chấm dứt hoạt động vì chậm tiến độ. Sau khi chấm dứt hoạt động dự án khu trưng bày cà phê Trung Nguyên Legend, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, lập bản đồ xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất trước đây chủ đầu tư nhận chuyển nhượng. Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023, đơn vị này đã có hai văn bản đề nghị công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên lập bản đồ xác định cụ thể ranh giới, diện tích đất tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm,
Cụ thể, đã đề nghị chủ đầu tư liên hệ các đơn vị có chức năng đo đạc để xác định ranh giới thực tập và lập bản đồ khu vực dự án, thể hiện rõ của hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên gửi kết quả đo đạc trước ngày 21 tháng 12, 2022. Tuy nhiên, đến nay, chủ đầu tư này vẫn chưa gửi kết quả thực hiện về cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Sau khi nhận được hồ sơ từ chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi đất theo quy định. Ngoài dự án trên, Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm còn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi đất dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại thị trấn Lộc Thắng của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Sơn Bảo Lâm. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết vướng mắc trong việc thu hồi đất của dự án này do Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm chưa làm rõ nguồn vốn chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ từ ngân sách hay của chủ đầu tư. Khi nhận được báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu để Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi đất. Từ đầu tháng 6, theo khảo sát, hơn chục ngân hàng tư nhân tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất, nối dài đà giảm trong vài tháng gần đây. Lãi suất tiết kiệm bình quân tại các ngân hàng đã giảm khoảng 0,5 đến 1,5 điểm phần trăm so với thời điểm Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành 25 tháng 5. Còn nếu so với cuối năm ngoái, lãi suất huy động tại các nhà băng đã được điều chỉnh giảm 2 đến 2,5 điểm phần trăm. Hàng loạt ngân hàng tư nhân hạ tiếp lãi suất huy động trong tháng 6, có thể kể đến như VB Bank, SCB, Techcombank, DB Bank, Nam Á Bank, Sài Gòn Bank. Những nhà băng này hạ lãi suất thêm 0,2 đến 0,7 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn gửi tiền. Trước đó, trong tháng 5, nhiều ngân hàng cũng đã có hai đợt điều chỉnh lãi đầu vào. Việc tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 6 cho thấy các nhà băng đang đua thiết lập mặt bằng lãi suất mới. Với kỳ hạn 12 tháng, số nhà băng để mức lãi trên 8% một năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Ở nhóm Big Four, 4 ngân hàng có vốn nhà nước, lãi suất đang ở mức 6,8% một năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn kỳ hạn 6 tháng là 5,5% một năm. Liên quan đến vụ triệt phá 3 công ty cho vay nặng lãi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 đã khởi tố 9 bị can là các giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại dịch vụ Digital Credit, Công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và Công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Danh tính các bị can gồm Nguyễn Thị Tuyết Sương, 55 tuổi, giám đốc Công ty Digital Credit, Trương Tuấn Tài, 32 tuổi, giám đốc Công ty FinCap VN, Đinh Thị Hồng Loan, 43 tuổi, trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty Sophie Solution, Cao Thị Xuân Hương, 45 tuổi, kế toán trưởng Công ty Sophie Solution, Lưu Tuấn Bình, 41 tuổi, trưởng bộ phận marketing Công ty Sophie Solution, Trần Dũng, 27 tuổi, trưởng phòng vận hành Công ty Sophie Solution, Đặng Hùng Tuấn, 36 tuổi, trưởng bộ phận nhắc nợ trước hạn Công ty Sophie Solution, Nguyễn Thị Bé Năm cùng Hồ Thị Bích Chi. Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Công ty Digital Credit và Công ty FinCap VN đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ cầm đồ, Công ty Sophie Solution đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, nhưng thực tế hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Đây là các trang web cho vay tiêu dùng trực tuyến trái pháp luật, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Khách hàng khi có nhu cầu vay vốn chỉ cần đăng nhập vào trang web hoặc ứng dụng trên điện thoại, điền đầy đủ thông tin cá nhân và nhu cầu vay sẽ được hệ thống tự động giải quyết cho vay mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên. Khách hàng được nhận tiền vay qua chuyển khoản và được nhận 3 hợp đồng điện tử gồm hợp đồng cho vay cầm đồ và hợp đồng cầm cố tài sản với Công ty Digital Credit, Công ty FinCap, hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty Sophie Solution. Tất cả hợp đồng này được lưu giữ trên hệ thống, các bên không cần ký kết hợp đồng. Việc gửi hợp đồng là nhằm hợp thức hóa, chia nhỏ lãi suất thành các loại phí, che giấu bản chất cho vay lãi nặng, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Cụ thể, hợp đồng thể hiện khách hàng cầm cố điện thoại di động, công ty cho khách hàng thuê lại tài sản cầm cố và phải đóng phí, nhưng thực tế không có bất cứ hoạt động cầm cố tài sản nào. Số tiền mỗi lần vay thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất là 20 triệu đồng, khách hàng mới được vay tối đa 2 triệu đồng, thời hạn tối đa 7 ngày. Khách phải trả dứt điểm lần trước mới được vay lần sau hoặc có thể gia hạn nợ thêm tối đa không quá 30 ngày nhưng phải trả phí gia hạn. Các bị can nắm bắt được nhu cầu vay tiêu dùng lớn trong xã hội, nhất là những trường hợp gặp khó khăn về tài chính cần tiền ngay, thủ tục giản đơn, không phải cầm cố, thế chấp tài sản để triển khai hoạt động cho vay trực tuyến. Từ tháng 4 2019 đến tháng 4 năm nay, qua hai trang web trên, các công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng. Với lãi suất thấp nhất là 153%, cao nhất là 1.200%. Theo cảnh sát, Công ty Digital Credit, Công ty FinCap VN và Công ty Sophie Solution đăng ký trụ sở kinh doanh tại quận 3, quận 10 nhưng không hoạt động tại đây. Cả ba công ty cùng hoạt động chung tại tòa nhà Viễn Đông số 14 Phan Tôn, quận Nhất nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
ba công ty trên có pháp nhân độc lập, nhưng thực tế có chung bộ máy nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện những hoạt động cho vay tiêu dùng trái pháp luật, núp bóng hoạt động cầm đồ tại các trang web tamo.vn và findo.vn. Cơ cấu tổ chức nhân sự hoạt động cho vay gồm 8 bộ phận, có phân công cụ thể vai trò của từng giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận, trưởng nhóm và nhân viên. Toàn bộ hoạt động của 120 nhân viên đều thực hiện trên không gian mạng. Toàn bộ dữ liệu khách hàng và hoạt động tài chính, kế toán đều được lưu trữ trên điện toán đám mây để khi nhân viên nghỉ việc không trả lại máy hoặc khi bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý sẽ reset máy từ xa, xóa toàn bộ dữ liệu trên máy. Ngoài ra, khi công an thành phố tập trung kiểm tra, xử lý mạnh với hoạt động tín dụng đen, núp bóng doanh nghiệp, ba công ty cho nhân viên mang máy tính về hoạt động tại nhà, xóa dữ liệu khi có nhân viên bị triệu tập làm việc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.